màu vàng là một loài chim chuyền dạng sẻ rất nhỏ trong họ tước màu. Và đây cũng là một trong những loài chim nhỏ nhất châu Âu, với chấm lông có nhiều màu sắc nổi bật trên đầu. Chúng còn được gọi với cái tên khác, vua của những con chim trong văn hóa dân gian châu Âu. Tước màu vàng sinh sống phổ biến ở khu vực Âu Á. Chúng sinh sản từ Macaronesia đến Nhật Bản, trong các rừng cây lá kim ở vùng đất thấp và núi trưởng thành. Chúng cũng có thể được tìm thấy trong các khu vườn lớn, công viên và các rừng cây lá kim. Loài chim nhỏ này chủ yếu sinh sống và kiếm ăn trên thân cây, nên không cần các khu rừng lớn, và mật độ dân số của loài này cũng không phụ thuộc vào kích thước rừng. Tước màu vàng có bộ lông màu xanh ô liu phía trên, phần dưới có màu trắng xám. Chúng có khuôn mặt nhạt màu hơn, với chóp lông trên đỉnh đầu màu cam ở chim trống, màu vàng ở chim mái. Chóp lông màu này tạo thành một chiếc mào ngắn khi con chim phấn khích hoặc hoảng sợ. Tước màu vàng có chiều dài cơ thể khoảng 9 cm, sải cánh dài từ 13 đến 15,5 cm và cân nặng dao động khoảng từ 4,5 đến 7 g. Tiếng hót của tước màu vàng có âm vực rất cao, một số nốt có tần số mà tai người hầu như không thể nghe được. Tước màu vàng có thể bay dễ dàng giữa các thảm thực vật rậm rạp để tìm kiếm con mồi bằng đôi cánh tròn và rộng. Chúng hiếm khi bay xa hơn vài chục mét, trừ khi di cư. Chúng khá hiếu động, luôn bay lượn và lao qua những tán cây. Chúng chuyển từ cành này sang cành khác để tìm kiếm thức ăn. Khi di chuyển, đuôi và cánh luôn nhấp nháy. Chúng tìm kiếm côn trùng trên các tán lá, dùng mỏ thăm dò những kẽ hở trên vỏ cây. Tước màu vàng ăn chủ yếu các loại côn trùng nhỏ, rệp, nhện được tìm thấy trên cây. Còn trong mùa đông, chúng chủ yếu ăn hạt và côn trùng trên mặt đất. Những con chim sinh sống ở phía Bắc di chuyển về phía Nam vào mùa đông. Quãng đường mà chúng phải trải qua lên đến 1.000 km trong một tuần. Loài chim này cũng rất dễ bị tổn thương nếu mùa đông quá khắc nghiệt. Số lượng của chúng có thể giảm từ 75 đến 80%. Nhưng loài chim này sinh sản rất tốt và quần thể sẽ tăng nhanh trở lại sau mùa đông. Sinh sản. Tước màu vàng sinh sản ở châu Âu và vùng châu Á ôn đới. Mùa sinh sản được bắt đầu vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Lúc này, các chim trống sẽ tích cực hót để thiết lập vùng lãnh thổ và thu hút chim mái. Cũng trong thời gian này, cả chim trống và mái sẽ cùng bắt đầu làm tổ, nhưng chủ yếu vẫn là chim trống. Để hoàn thành một cái tổ phải mất từ vài ngày đến 3 tuần. Tước màu vàng làm cho mình những cái tổ hình võng. Tổ thường được lót trên các cành của cây hạt trần. Tổ gồm 3 phần riêng biệt. Bên ngoài được làm bằng rêu và địa y, dệt lại bằng mạng nhện, rồi bắt chặt vào cành cây. Phần giữa được làm chủ yếu bằng rêu và phần bên trong cùng có thêm các lông vũ. Chim mẹ để mỗi ngày một quả trứng và đẻ khá nhiều, dao động từ 6 đến 13 trứng. Trứng được chất thành đống. Chim mẹ nhỏ bé ấp đống trứng này bằng cách cho đôi chân ấm áp của mình vào giữa đống trứng. Thời gian ấp kéo dài khoảng từ 16 đến 19 ngày. Sau khi chim non nở, chim mẹ sẽ tiếp tục ấp ủ và chăm sóc chúng trong khoảng 7 ngày đầu tiên. Sau thời gian này, cả hai chim bố mẹ cùng mang thức ăn về tổ. Những chim non phát triển khá nhanh, với chế độ ăn phong phú bao gồm ấu trùng, côn trùng và nhện nhỏ. Chúng sẽ nhanh chóng đủ lông cánh chỉ sau từ 17 đến 22 ngày. Vì có cơ thể nhỏ nên chúng thường bị các loài săn mồi khác giết hại. Cộng thêm thời tiết mùa đông khắc nghiệt ảnh hưởng nhiều đến số lượng loài. Tuy nhiên, vì phạm vi phân bố rộng và quần thể lớn, nên tước màu vàng được xem là loài có ít mối quan tâm nhất. Tước màu vàng có tuổi thọ từ 2 đến 3 năm và có thể sống tối đa khoảng 7 năm ngoài tự nhiên.